Tình hình căng của anh em ạ. Rồi, hôm nay là mùng 1 tháng 8 2024. Thì hôm vừa rồi có một số cái thông tin là từ mùng 1 tháng 8 sẽ được giảm thuế trước bạ 50%. Nhưng mà tới sáng nay trên một số diễn đàn thì anh em đang bàn luận, có một số anh em sáng nay đi đăng ký là không được giảm thuế. Đấy, không được giảm phí trước bạ 50% nữa. Thì thực ra là cái thông tin này em cũng xem ở trên mạng đấy, chứ không em không phải là người trực tiếp em đi đăng ký, em cũng không rõ. Nhưng mà có vẻ là thông tin giảm 50% phí trước bạ đợt này tung hỏa mù quá nhiều, là làm anh em cũng rất là băn khoăn, hoang mang là không biết có được giảm hay không. Nếu mà giảm thì như chiếc xe sinh năm này thì anh em sẽ giảm được khoảng đâu đó khoảng 40 triệu. Đấy, 40 triệu mà anh em bỏ ra đi lắp đồ thì nói chung là hết ý luôn, full đồ luôn. Đấy. Thì không biết là anh em nào trong ngày hôm nay đã đi đăng ký xe rồi thì để lại dưới phần bình luận để anh em cùng biết thông tin là xem có được giảm hay không giảm anh em nhá.